mình sẽ giới thiệu với các bạn cái hồ nước, cái hồ mà mình xử lý dớn này nhá. Đây, các bạn thấy nước mình ngâm mũ dớn nó ra đục ngầu luôn, các bạn thấy không? Cái này là mình đã ngâm vôi rồi, sau khi ngâm vôi rồi mình xả hết nước vôi đi, rồi mình mới bỏ nước vô và mình mới ngâm nó thêm một lần nữa. Mình cũng đã ngâm 3-4 ngày rồi ấy, mà nó vẫn còn ra cái mũ, bởi vì dớn này là dớn tươi. Nhưng mà nó có ra thì cũng chả sao đâu, bởi vì mình đã xử lý hết rồi, và lúc trồng mình cũng có để một lớp dớn mềm ở trên, nên cái vấn đề mà tới lúc mà rễ nó ra tới ngoài thì cũng chả ăn thui đâu. Nước đục ngầu luôn các bạn, như kiểu là có cái hóa chất gì ấy. Ghê không? Bây giờ là mình chỉ việc vớt lên. Đi phơi nắng. Phơi một ngày nắng to. Khô ráo hết rồi. Cột kẽm vào. Kiếm lan về ghép vào thôi. Này mình phải đeo bao tay nhựa bởi vì nước vôi nó không có độc nhưng mà nó ăn tay ghê lắm, khô hết da tay. Ngày trước lúc mới chơi lan thì mình cũng chưa biết nhiều, mình cứ nghĩ đơn giản lấy dớn về là trồng thôi, và mình cũng trồng một số cây khỏe thì nó rễ nó cũng được vào được một tí ở bên trong cái miếng dớn này, sau đó nó cũng chuột rễ ở trong, mình cũng chả biết được, mình chỉ thấy cây lan nó không phát triển được thôi. Hồi đó thì kinh nghiệm nó cũng chưa có, cũng chả ai chỉ cho cả, rồi dần dần tự trả tiền ngu vài lần cái rút kinh nghiệm ra. Với lại ngày xưa ở chỗ đồi của mình còn đi lấy cái dớn đồi về nữa kìa. Cái dớn đấy thì đúng là bừa với nó. Đất đai nó bám đầy trong đấy, mình cũng không biết, cứ để vậy ghép lên ghép cả năm trời, cái làng không hề phát triển gì cả. Đến sang năm sau mưa vài trận nó trôi được ít đất đi. Bắt đầu nó mới lên từ từ. Lúc đấy thì cũng chả nghĩ gì đâu, cứ nghĩ là do mình chưa biết trồng thế này thế nọ. Cuối cùng mình chiêm nghiệm ra đó là do dớn của mình. Rồi từ từ tìm hiểu, học hỏi rồi mình mới phát hiện ra cái loại dớn đá này. Thực ra ở chỗ mình các chú, các bác, các bô lão ngày xưa, người lớn tuổi ở đây họ đã chơi lan từ ngày xưa rồi. Họ toàn dùng dớn cái loại dớn này thôi. Chẳng qua là mình không để ý và mình không biết. Mình nghĩ loại nào cũng được. Loại này có một cái loại vụn nữa các bạn. Miếng này nè, nhưng mà nó vụn hết ra. Tí mình cho các bạn xem. Cái loại đó thì mình bỏ vào chậu. Trồng bao ok luôn. Rồi, ok. Sau khi vớt hết ra thì mình đem phơi thôi. Đây. Các bạn phơi như thế này, phơi một ngày. Một ngày nắng to nhé. Và có thể đem vào ghép được rồi.
nhìn sợi dấn rất là hấp dẫn nha các bạn. Này cứ cảm tưởng rễ nó rễ mình trồng xong nó bắn vào một phát sướng. Rồi ok, nào giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái loại dớn mà dớn vụt của nó. Đây, cũng đã ngâm rồi, giờ cũng chỉ rớt ra thôi. Nó như thế này. Đây nha các bạn, hồi nãy trong cái xô mình đổ ra đây nè, đó đây là cái dớn dớn của nó, dớn đá, nhưng mà cái này nó là dớn vụn đấy. Các bạn để ý thấy cái cọng của nó rất là to như thế này nha. Cọng này mình có thể bẻ ra được đó. Khi bỏ vào chậu thì mình nên bẻ khúc ngắn ngắn như thế này thôi đó. Mục đích của việc bỏ cái dớn này vào chậu là để cho nó không bị úng nước trong cái chậu của mình. Cái này thoát nước tốt, và nếu các bạn nghĩ mà bỏ một nấm như thế này vào thì nó sẽ có khe hở nhiều, rễ của cái lan đó, nó sẽ đâm qua tốt hơn. Đây, như những cái cục này thì mình nên bẻ hết ra. Đây là mình đang phơi. Cái này là mình chỉ giới thiệu qua cho một số bạn không biết về cái loại này thôi nhé, chứ còn những người đã biết rồi thì không có gì cả. Đây là một loại giá thể dùng để trồng lan, thế thôi.